Xin chào toàn thể quý anh chị em lại đến với buổi giới thiệu xe hôm nay của Đức nha. Thì hôm nay Đức Hoàng BK, Thế Giới BK Hà Nội sẽ lên cho quý anh chị em xem những mẫu xe bán tải hiện tại đã và đang có tại mặt tại siêu thị ô tô BK Hà Nội, địa chỉ 26 cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội anh chị em nhé. Và báo giá cho anh chị em để anh chị em có thể gọi là chọn ngay cho mình một chiếc hợp lý hợp ví nhất anh chị em nha. Đây em hiện tại thì như anh quý anh chị em thấy thì em hiện tại đang có 7 chiếc bán tải đang có mặt ở siêu thị ô tô BK Hà Nội. Đây, đầu tiên là chiếc Wildtrak anh chị em nhé. Một chiếc Ford Ranger Wildtrak màu cam sản xuất năm 2016. Hiện tại chiếc này bên em đang mong muốn mức giá rất là yêu thương luôn, với giá chỉ có hơn 700 triệu một xíu xíu thôi. Và giá vẫn còn thương lượng mà ra lộc được cho anh em nhá. Tất cả những dòng xe bên em mà anh chị mua bên em thì đều có ra lộc và giá tốt nhất và có hỗ trợ, có thương lượng giảm sâu anh chị em nhá. Đấy, hơn 700 triệu một chút sở hữu ngay cho em một chiếc Ford Ranger Wildtrak. Ok, tiếp đến là bên cạnh đây là một chiếc Ford Raptor màu với ngoại thất màu đỏ anh chị em nhá. Nên anh chị em thấy sự hầm hố của nó so với những dòng bán tải khác thì nó là vượt trội hơn hẳn, và với mức tiền thì cũng rất là yêu thương. Chiếc này hiện tại là máy dầu số tự động bản 2 cầu anh chị em nha, và bên em đang mong muốn một cái mức giá cũng khá là mềm cho anh chị em. Đấy, hiện tại thì chiếc này bên em đang mong muốn với mức giá là 1 tỷ 295 triệu, có giảm có hỗ trợ cho anh chị em với giá yêu thương nhất anh chị em nha. Tiếp đến là một chiếc xe tầm giá 500 triệu đổ lên một xíu thôi cho anh chị em có thể lựa chọn một trong những dòng xe mà tầm tiền, rất là tầm tiền và hợp lý cũng như hợp phí cho anh chị em. Đây, một chiếc Mitsubishi Triton sản xuất năm 2019, máy dầu số sàn với ngoại thất màu đen anh chị em nhé. Chiếc này hiện tại bên em đang mong muốn với mức giá là 535 triệu, có giảm có hỗ trợ cho anh chị em với giá yêu thương nhất đây này. Tiếp đến là một chiếc Toyota Hilux ngoại thất màu trắng anh chị em nha. Thì chiếc này đang một Hilux luôn là một trong những dòng xe mà anh chị em đang hướng đến rất là nhiều ở những dòng xe bán tải đúng không ạ? Hiện tại bên em đang có 2-3 chiếc Hilux đây, 2 đến 3 chiếc gì đấy, rất là nhiều luôn và toàn là xe mới về. Thì đều với trong cái tầm giá hơn 700 triệu một chút thì anh chị em vẫn có thể đã có thể sở hữu ngay cho em một trong những dòng xe này nhá. Tiếp đến là một dòng xe Mazda BT50 sản xuất năm 2015, máy dầu số tự động bản 2 cầu anh chị em nhá. 2015 với ngoại thất là màu xanh da trời, xe cực nổi luôn. Và đây là một trong những chiếc xe mà cũng trong tầm giá hơn 500 triệu một chút, anh chị em có thể tham khảo ngay. Đó, hơn 500 triệu một chút anh chị em nhá. Và giá vẫn còn giảm rất là sâu cho anh chị em là thiện chí ạ. Tiếp đến là một chiếc Ford Ranger Wildtrak màu trắng anh chị em nhá. Cũng tầm giá hơn 700 triệu thôi. Đã và đang có mặt tại BK Hà Nội, sẵn xe giao ngay cho anh chị em nào cần gấp anh chị em nhá. Đấy, cũng tầm giá chỉ hơn 700 triệu thôi. Đấy, đây là trong những dòng xe mà anh chị em có thể thấy là giá rất là hợp lý cho anh chị em. Đấy, tầm giá từ 500 triệu đổ lên và tầm trên dưới 700 triệu một chút. Đấy, bên góc bên này thì em cũng còn một chiếc Hilux nữa. Đấy là Toyota Hilux, cũng là ngoại thất màu trắng nhá. Anh chị em nào mà đang quan tâm đến những dòng xe bán tải ấy, thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhá, 0974188693. Địa chỉ xem xe tại 26 cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em sẽ để cụ thể số điện thoại như địa chỉ ở cuối clip cho anh chị em cùng tham khảo nhá. Với cái tầm giá hơn 700 triệu thì anh chị em có thể gọi là sở hữu ngay cho mình một chiếc xe mà chất lượng rất là tốt và đảm bảo cho anh chị em về lâu về dài nhá anh chị em nhá. Đấy, đây là siêu thị ô tô BK. Bên em còn kinh doanh rất là nhiều dòng xe 7 chỗ và những kiểu dáng sedan cũng như là crossover rất là nhiều luôn. Và hôm nay em sẽ nói cụ thể hơn về những dòng xe bán tải đang có bên em nhá. Cảm ơn chị em đã bỏ ra vài phút đồng hồ để gọi là xem buổi giới thiệu hôm nay của em và có thể chọn cho mình một chiếc hợp lý hợp ví nhất. Cảm ơn chị em rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong những buổi giới thiệu xe lần sau ạ.